Đài truyền hình SPTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng, đi vào khung trời kỷ niệm của ngày nào trong 26 nhạc phẩm được chọn lọc thật kỹ lưỡng. Những mối tình của tuổi mộng mơ ở cổng trường Trương Vương, Gia Long. Vợ đó luôn làm lòng ai đó, đến nay vẫn sống âm thầm trong nỗi nhớ. Hãy một lần bước về dĩ vãng để sống lại những ngày xưa thân ái. Để order DVD xin liên lạc 714 636 1121 hoặc 888 500 2018. Quý vị có thể order trên online spgian.tv hoặc mua digital copy trên spgiango.com. À, tiếp theo đây là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi với Jimmy Thái Nhật. Cộng sản Việt Nam tiếp tục mở rộng đảo xây dựng nhiều cơ sở quân sự ở Trường Sa. Dẫn nguồn từ Tổ chức Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải, viết tắt là AMTI của Hoa Kỳ, Đài Á Châu Tự Do đưa tin, Cộng sản Việt Nam có nhiều hoạt động cải tạo nhỏ ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông trong nhiều năm gần đây từ hình ảnh vệ tinh của AMTI cho rằng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tập trung vào việc biến những thực thể cho Việt Nam kiểm soát ở Trường Sa thành căn cứ kiên cố hơn. Hai thực thể có những thay đổi nhiều nhất trong hai năm qua là đá Tây và đảo Sinh Tồn. Cộng sản Việt Nam đã mở rộng đảo thêm 70 acres trong các năm 2013 đến năm 2016. Và trong hai năm gần đây có thêm hệ thống phòng vệ bờ biển, một số tòa nhà hành chánh, bãi bê tông và bông kè một tháp lớn được dùng cho thông tin liên lạc và tín hiệu tình báo hệ thống đường hầm ở mũi nam và bắc cộng sản việt nam cũng có những thay đổi đáng kể ở đảo sinh tồn trong hai năm vừa qua với hệ thống phòng thủ bờ biển đường hầm và cộng sự trước đó cộng sản việt nam cũng xây dựng nhiều tiền đồn trên các thực thể khác ở trường sa như đảo phan vinh nam yết đảo sơn ca đảo sông tử tây hà nội còn lắp đặt nhiều hệ thống hỏa tiện extra mua của israel ra năm thực thể ở trường sa các hệ thống này có thể nhắm tới các căn cứ quân sự của Trung Cộng ở Trường Sa hiện thì Hà Nội đang kiểm soát 27 thực thể tại khu vực quần đảo Trường Sa chưa kể 14 nhà à, dàn dịch vụ khoa học kỹ thuật gọi tắt là DK được dùng với mục đích dân sự ở đây Trung Cộng đã chiếm đóng 7 thực thể với 20 tiền đồn tại Trường Sa và cả Hoàng Sa hai nhà cầm quyền cộng sản Đồng Nai và Sài Gòn đang tranh giành một cù lao kéo dài hơn 40 năm thưa quý vị Báo VN Express ngày 21 tháng 2 2021 loan tin, sau hơn 40 năm tranh giành nhau củ lao gò ra, đến nay ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản đã quyết định trao củ lao này về cho nhà cầm quyền tại Sài Gòn cai quản. Theo như nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Đồng Nai, củ lao gò ra thuộc ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Còn nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn thì cho rằng nó thuộc xã Thạch An, huyện Cần Giờ của thành phố Cù Lao Gò Ra rộng 3.400 ha hiện tại có 107 gia đình sinh sống, trong đó có 10 gia đình là người Sài Gòn, 38 người dân là người Đồng Nai, số còn lại ở nơi khác đến. Trước đó vào tháng 12 năm 1978, Nhà cầm quyền Cộng sản Trung ương phân chia địa giới lấy huyện duyên hải của tỉnh Đồng Nai để sát nhập vào Sài Gòn và đổi tên mới là huyện Cần Giờ. Thưa quý vị, riêng Cù Lao Gò Ra là khu đất nằm giữa hai tỉnh, cả hai bên đều muốn dành về cho địa phương của mình cai quản, nên nhiều lần họp giải quyết nhưng đều bất thành. Trước tình thế này, nhà cầm quyền hai tỉnh đã để cho Bộ Nội vụ Cộng sản giải quyết. Vào tháng 3 năm 2017, Bộ Nội vụ Cộng sản đã đề nghị giao củ lao gò ra cho nhà cầm quyền tại Sài Gòn cai quản, nhưng đã gặp phải phản đối của nhà cầm quyền tỉnh Đồng Nai. Theo như báo VN Express, Hiện còn nhiều tỉnh cũng đang có tranh chấp địa giới hành chính tương tự như Đồng Nai và Sài Gòn mà vẫn chưa giải quyết được. Sự việc được dư luận nhận xét ngay đến nhà cầm quyền các tỉnh còn tranh chấp đất với nhau thì chuyện họ tranh chấp cướp đất của người dân cũng không phải là lạ. Xuất hiện ứng dụng viết rằng quốc lộ 1A không phải là của Việt Nam. Ngày 21 tháng 2 vừa qua thì Facebook mang tên viết kỳ đổ đã đưa hình ảnh một phần mềm bản đồ định vị đường đi viết rằng quốc lộ 1A không thuộc Việt Nam nội dung hình ảnh mà Vicky là hình ảnh chụp màn hình điện thoại đang mở một ứng dụng chỉ đường đi với điểm đến là huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. À, ngoài khoảng cách quãng đường được đo từ nơi xuất phát đến nơi đến được ghi là 577 cây số, thì ứng dụng này viết rằng quốc lộ 1A không thuộc Việt Nam. Kèm theo đó là dòng số 15.383826109.09 do Vicky giải thích là vô tình thấy hình ảnh trên ứng dụng Zalo do một bạn trẻ chia sẻ. Ứng dụng Zalo là phần mềm nhắn tin, gọi điện thoại của Việt Nam đang được người dân sử dụng rộng rãi nhiều năm qua. Sau khi thấy hình ảnh trên, Facebook Vicky Đỗ đã cảm thấy ngạc nhiên và lo ngại với sự thờ ơ của giới trẻ Việt Nam khi tiếp tục sử dụng và chia sẻ ứng dụng này mà không có bất kỳ phản ứng gì. Nhiệt độ lạnh đang giảm bớt nhưng nguy cơ về băng giá và tai họa điện vẫn còn ở Texas. Thưa quý vị, vào ngày hôm thứ Bảy, 20 tháng 2, nhiệt độ ấm hơn lan rộng khắp miền Nam Hoa Kỳ, mang lại ấm áp cho khu vực đang gặp đầy khó khăn vì mùa đông này. Hiện nay, Texas phải đối mặt với việc dọn dẹp và sửa chữa tốn kém sau những ngày cực lạnh và mất điện trên diện rộng. Texas là nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết lạnh. Hàng triệu người được cảnh báo phải đun sôi nước máy trước khi uống và hiện nay nhiệt độ tại Texas dự kiến sẽ cao hơn trong vài ngày. Sự tan băng đã gây ra các vụ vỡ đường ống nước trong toàn khu vực và điều kiện khắc nghiệt hiện tại đã gây ra hơn 70 ca tử vong. Các ca tử vong do thời tiết bao gồm một người đàn ông tại cơ sở chăm sóc sức khỏe Abilene à nơi mà bị thiếu nước nên việc điều trị y tế không thể thực hiện được. Theo như tờ Cron đưa tin thì các viên chức cũng đã báo cáo các ca tử vong do hạ thân nhiệt bao gồm cả những người vô gia cư và những người bên trong các tòa nhà không có điện hoặc là lò sưởi. Cô Linda Nguyễn thức dậy trong một căn phòng khách sạn ở Dallas vào sáng thứ bảy với niềm hy vọng mà cô chưa từng có trong gần một tuần. Đó là cô và con mèo của cô sẽ có một nơi để ngủ với nguồn điện và nước. Điện đã được khôi phục lại căn nhà của cô vào ngày thứ tư, nhưng khi cô Linda Nguyễn đi làm về vào tối ngày hôm sau, cô thấy một tấm thảm ướt sũng một đường ống nước đã vỡ trong phòng ngủ của cô. Cô Linh Đa Nguyễn, 27 tuổi, người làm việc trong lĩnh vực bất động sản than rằng tất cả đã hỏng hết và đây là nơi không thể sống được. Và sau đây là phần tin liên quan ở San Jose. Một cụ cao niên người Việt đã bị cướp tiền Tết ở San Jose. Theo Hub đưa tin, một cụ bà người Việt Nam 64 tuổi bị cướp giữa ban ngày ở San Jose, California. Theo tin tức của đài KTVU, vào chiều thứ tư vừa qua, bà rút 1.000 Mỹ Kim tiền mừng Tết nguyên đáng từ ngân hàng địa phương. Sau đó, bà đi đến chiếc xe hơi của bà ở bên kia đường trước chợ người Việt. À, khi bà lên xe thì một chiếc xe hơi khác đã lao tới và chặn đường bà. Một trong những nghi can bước ra khỏi xe, mở cửa xe của bà và giật chiếc ví. Sau đó thì lên xe chạy đi. Nạn nhân cho biết bà cảm thấy bị theo dõi suốt thời gian đi rút tiền. Nạn nhân không nhìn rõ các nghi can, nhưng chiếc xe của nghi can được xác định là một chiếc Infinity màu xám. Hiện nay thì những người cao niên gốc Á đang là mục tiêu bị nhắm đến trong khu vực Bay Area gần đây. Video giám sát ghi lại một à, hai cảnh người đàn ông châu Á lớn tuổi bị xô đẩy thô bạo. Một trong số đó thì có ông Vicha Ratanbadi bị thương đến mức là thiệt mạng. Ông Kachang, Chủ tịch Oakland Chinatown Chamber cho biết đã có hơn 20 vụ tấn công và cướp bóc nhằm vào người gốc Á Châu ở Bay Area trong những tuần gần đây. Nghị viên của San Jose là Ro Parales cho biết. Đây là lần đầu tiên mà ông nhìn thấy xu hướng này. Theo ông, điều này có thể liên quan đến vấn đề đang xảy ra trong nền kinh tế của Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì chuyên gia phòng chống tội phạm San Jose là Mimi Christian Nguyễn cảnh báo mọi người không nên đi lại với bao lì xì. Sau đây là bản tin liên quan đến Olivia Moon, Aquafina và nhiều người nói tiếng khác nhau kêu gọi hành động giữa lúc gia tăng các cuộc tấn công chống lại người Mỹ gốc Á. Thưa quý vị. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, tội ác kỳ thị đối với người Mỹ gốc Á đã gia tăng. Theo như nhóm vận động Stop AAPI Hate, đã có tới 2.800 sự việc được báo cáo kể từ tháng 3 năm ngoái. Chỉ riêng tại thành phố New York, số nạn nhân châu Á trong các vụ tội phạm kỳ thị đã tăng 867% vào năm 2020. Vào ngày 28 tháng riêng, một người đàn ông 84 tuổi từ Thái Lan đã bị tấn công khi đi dạo buổi sáng và bị đánh gục well, xuống đất. Điều này đã được ghi lại trong một video giám sát. Ông Vichar Ratana Pakdi được đưa đến bệnh viện, nhưng ông đã qua đời hai ngày sau đó. Vài ngày sau, thì một người đàn ông người Mỹ gốc Á 91 tuổi đã bị xô lên vỉa hè ở khu phố tàu Chinatown của Oakland. Và tại San Jose, California, một người phụ nữ gốc Mỹ, Mỹ gốc Việt 64 tuổi cũng đã bị hành hung và bị cướp. Mới tuần trước, một người đàn ông người Mỹ gốc Philippines 61 tuổi đã phải khâu gần 100 mũi sau khi bị một hành khách khác chém vào mặt trên tàu điện ngầm ở New York City. Gần đây nhất vào ngày hôm thứ năm 18 tháng 2, một người đàn ông đã bị bắt ở Queens vì hành hung một người phụ nữ châu Á 52 tuổi khi bà đang xếp hàng bên ngoài một tiệm bánh. Các nhân chứng kể lại rằng người đàn ông hét lên và ném hộp muỗng vào người phụ nữ trước khi xô bà xuống đất bà bị bất tình và phải khâu 10 mũi trên trán. Nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng phản đối bạo lực nhắm vào nhóm người Mỹ gốc Á trong thời kỳ đại dịch. Tài từ Olivia Moon cho biết nạn nhân là mẹ của một người bạn của cô. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam và sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi trở lại với phần tin về phóng sự cộng đồng. Đài truyền hình SPTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dị vãng quý vị có thể order trên online sptn.tv hoặc mua digital copy trên sptngo.com